Hoa hậu Thu Thảo đẹp đến nao lòng. Cô khoe vẻ mong manh khi đến Tuần Châu chấm thi trung khảo phía Bắc Hoa hậu Việt Nam 2016. Trước giờ ngồi ghế nóng vào tối ngày 17 tây tháng 7, Thu Thảo tranh thủ ghi lại những khoảnh khắc trước cảnh biển Quảng Ninh lúc chiều tà. Người đẹp Bạc Liêu diện bộ cánh lộng lẫy của nhà thiết kế Hoàng Hải, khoe vóc dáng thanh mảnh và gương mặt cuốn hút ở mọi góc nhìn. Sau 4 năm đăng quang, Hoa hậu Việt Nam 2012 luôn giữ được hình ảnh sạch và ngày càng được công chúng yêu mến nhờ sự chỉnh chu, phong thái làm việc chuyên nghiệp. Bộ cánh xuyên thấu đến hoa màu xanh nhạt càng tôn lên vẻ mong manh của thần tiên tỷ tỷ khi cô tạo dáng trước khung cảnh biển yên bình. Khi làm giám khảo Hoa hậu Việt Nam 2016, Thu Thảo cho biết cô cảm thấy rất hài lòng về chất lượng thí sinh năm nay. Nhiều ứng viên có tuổi đời trẻ, nền tảng học vấn tốt nên rất tự tin. Cô hy vọng đến vòng chung kết, các thí sinh sẽ bộc lộ được bản lĩnh. Sự xuất hiện của Thu Thảo nhận được rất nhiều sự chú ý của khán giả tại Tuần Châu. Cô chăm chú ngồi theo dõi ba màn trình diễn áo dài, bikini, dạ hội và cho điểm cao những gương mặt nổi bật. Xin cảm ơn tất cả các quý vị và các bạn đã đồng hành cùng tin tức Sao Việt trong thời gian qua. Chúng tôi mong rằng các quý vị và các bạn hãy tiếp tục ủng hộ cho tin tức Sao Việt để chúng tôi có thêm nhiều động lực cho ra mắt thật nhiều sản phẩm hay hơn để phục vụ cho quý vị và các bạn nhé. Một lần nữa, chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại.